Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thành Công, sinh năm 1978, trú tại phường Xuân Đình Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích. Lê Thành Công là bố của cháu LHA, sinh năm 2015, học sinh trường Tiểu học Xuân Đình, tử vong hôm 16 tháng 9. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Lê Thành Công thừa nhận khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 9 có đánh con gái. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ cháu cho ăn cháo và uống một viên paradon thì cháu bé nôn nhiều và đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Nguyễn Thị Thủy Tiên sinh năm 1999, trú tại Quảng Trị, nổ là mình có nhiều mối quan hệ xã hội và có vaccine COVID-19, nên đặt vấn đề sẽ bán 5 triệu đồng một liều vaccine. Trong thời gian tháng 8 và tháng 9 năm 2021, chị Phạm Thị Diệu Hát đăng ký mua vaccine và nhiều lần chuyển cho Tiên số tiền 65 triệu đồng. Chị Trần Thị Nờ cũng đăng ký mua vaccine của Tiên và chuyển cho Tiên 16 triệu đồng. Sau thời gian chuyển tiền nhưng không được tiêm vaccine như Tiên đã hứa, chị H và chị N đã trình báo công an thành phố Huế. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy Tiên về hành vi lừa bán vaccine COVID-19 để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc An, 42 tuổi và Trần Văn Kim, 47 tuổi, cùng chú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên để điều tra về tội hủy hoại rừng. Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Kim và Trần Quốc An đã có hành vi tổ chức chặt phá, phát trắng hơn 5 ha rừng tự nhiên tại khu vực rừng Hòn Đót, tiểu khu 170 thuộc Lâm Phận, thôn Hoài Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa. Ngày 28 tháng 9 tại tỉnh Đắk Lắk, tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên ý án sơ thẩm mức án tử hình và 3 năm tù giam đối với bị cáo Lê Văn Thành 25 tuổi, trú tại Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk về hai tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, vào sáng 12 tháng 11 năm 2020, Thành đi xe khách từ tỉnh Bình Dương về đến bến xe phía Nam tỉnh Đắk Lắk sau khi xuống xe, do trời chưa sáng nên Thành đi bộ tìm quán internet để chơi. Trên đường đi, Thành gặp ông Nguyễn Văn Đông, 56 tuổi, hành nghề xe ôm, rồi nhờ ông trở đến hẻm 327 đường Y Moan, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuật. Lúc này, Thành nảy sinh ý định giết ông Đông để cướp tài sản. Đến con hẻm vắng người, Thành lấy dao nhọn thủ sẵn trong túi đâm nhiều nhát từ phía sau vào người ông Đông khiến nạn nhân tử vong. <laughs>